360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Quý vị và các bạn, tại thị trường Việt Nam thì những chiếc xe sedan hạng sang, đặc biệt là cái phân khúc C-Class này bán rất chạy, bán rất tốt. Doanh số lúc nào cũng cao nhất tại thị trường Việt Nam mình ở cái phân khúc xe sedan của Đức và cụ thể hơn là của Mercedes-Benz. C-Class này bán rất tốt. Vì sao lại bán rất tốt thì quý vị và các bạn cũng đã biết rồi đấy ạ. Thứ nhất, giá thành hợp lý. Cái thứ hai là thiết kế rất là đẹp. Thiết kế của C-Class này thì không khác gì với cái phiên bản S-Class. Có thể gọi đây là cái phiên bản S-Class Mini đấy ạ. Thì ô tô 360 chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe mà chúng tôi vừa mới mua về được đây ạ. Đó chính là chiếc xe Mercedes-Benz C250 Exclusive. Chiếc xe được xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân và đã lăn bánh được hơn 3 vạn mai rồi nhé. Và quý vị và các bạn, chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 1 tỷ 330 triệu đồng, vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu quan tâm đến chiếc xe Mercedes-Benz C250 Exclusive 2018 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Mercedes-Benz C250 Exclusive 2018 này. Mời quý vị và các bạn. Trước tiên thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe này nó còn đẹp như thế nào, có bị đâm đụng hay không, có bị va chạm hay không, có bị xước sát gì nhiều hay không nhá. Mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần ngoại thất của chiếc xe. Đi một vòng quanh xe mà ta thấy là chiếc xe rất là đẹp ạ. Vì phần lớn những chiếc xe ở cái phân khúc hạng sang này thì đều được chủ xe đi rất là giữ gìn, cẩn thận ạ, chăm chút rất là kỹ, cho nên là chiếc xe còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Đây là cái phần đầu của chiếc xe quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe đã được trang bị đèn pha bi xenon và đèn LED, đèn ban ngày, tất cả đầy đủ hết rồi quý vị và các bạn nhé. Toàn là đèn LED thông minh đấy ạ. Hệ thống đèn pha là đèn LED thông minh và cảm biến trước này, có cả cảm biến trước này, camera trước này. Đây là cái phiên bản đủ, có cả camera 360 và la răng đúc mặt phay thành 18 này quý vị và các bạn nhé. Camera 360 thì quý vị bạn. Camera sau này thì khi ta vào chế độ camera 360 hoặc là bật camera lùi thì là cái camera này mới mở ra này. Đó. Camera rất là kín, rất là đẹp. Phiên bản C250 Exclusive rất là mới, rất là đẹp. Nhìn về đằng sau này thì quý vị các bạn thấy xe cũng đã được trang bị là cảm biến lùi, cảm biến sau và bô thể thao hai bô quý vị các bạn nhé. Đây là hai bô này. Rất là mới, rất là đẹp. Chiếc xe này thì chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc cũng còn nguyên bản hết. La răng đúc mặt phay 18 đây quý vị bạn nhá, phay 18 này. Rất là mới, rất là đẹp luôn, lốp còn rất là dày. Chiếc xe được sản xuất năm 2018 thì ở trên mạng cũng đã rất nhiều những video mà các YouTuber đã review về chiếc xe này rồi. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu về chiếc xe này, muốn tìm hiểu sâu hơn về các option của chiếc xe thì quý vị và các bạn có thể tham khảo ở trên mạng của các YouTuber đã review về chiếc xe này nhé. Còn ở video này thì chúng tôi chỉ giới thiệu cho quý vị và các bạn về chiếc xe mà chúng tôi mua được và chúng tôi... Vì mục đích của chúng tôi là chủ yếu là mua và bán để trao đổi, chứ bên video của chúng tôi không phải là video review đánh giá gì cả. Cho nên là tôi chỉ giới thiệu cho quý vị và các bạn về chiếc xe này, xem là sau 3 năm sử dụng thì chất lượng nó còn đẹp đến đâu, đã đi được như thế nào rồi, có bị tai nạn gì không, có bị đâm đụng gì không,
Thì sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu thêm về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Đầu tiên là cái cánh cửa bên lái đã nào. Thưa với quý vị các bạn, đây là cái cánh cửa bên lái này. Keo chỉ của cánh cửa còn nguyên bản hết luôn quý vị và bạn nhé. Keo chỉ nguyên bản này. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị và bạn nhé. Chiếc xe này là chúng tôi cam kết là không có bị tai nạn, không có bị đâm đụng ngập nước gì đâu. Rồi giới thiệu về cái phần chất lượng cũng như là giới thiệu thêm về những cái phần option của chiếc xe. Quý vị bạn đã thấy đây là cái táp bi cánh cửa bên lái đây, rất là mới, rất là đẹp này. Và xe cũng đã được trang bị là ghế hàng ghế trước là chỉnh điện nhé, chỉnh điện và nhớ ghế ba vị trí này. Đấy. Hệ thống loa cao cấp này, hệ thống âm thanh là loa cao cấp Boom Master 13 loa. Đấy, rất là đẹp. Nhìn vào cái phần khoang nội thất này thì quý vị và các bạn thấy được luôn đấy ạ. Chiếc xe này nội thất còn rất là đẹp. Chúng tôi vừa mới mua về được cái là chúng tôi đem đi dọn dẹp sạch sẽ. Và sau khi dọn dẹp xong thì chúng tôi bọc ni lông lại như này, để cho những người nào mà đến xem xe thì chúng ta có thể bỏ ra, chứ còn để nó bụi nó lại bẩn, nếu như ngồi vào đây nhiều nó lại bẩn ra mất. Chứ vì là cái nội thất này nó là màu kem, rất là sáng, rất là sang trọng và lịch sự, nhưng phải giữ gìn. Chủ xe cũng đã giữ gìn sạch sẽ đẹp đẽ rồi, cho nên là tôi vẫn phải giữ gìn tiếp theo những cái phần đấy để cho chiếc xe được mới ạ. Đó, đây là cái vô lăng của chiếc xe đây ạ. Đây là cái cảm biến lùi này, camera 360 mà chiếc xe đã được trang bị rồi đấy ạ. Và tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần keo chỉ cánh cửa sau bên lái này. Đây là cái phần keo chỉ quý vị và các bạn nhé. Keo chỉ cũng còn nguyên bản này. Ốc bản lề cũng còn nguyên luôn đấy ạ. Loa cánh cửa sau đã hai loa rồi, Boom Master. Và cái cánh cửa sau này thì lại được trang bị thêm cả rèm chắn nắng đây quý vị và bạn nhé. Rèm chắn nắng ở cái cánh cửa thì chỉnh tay thôi, kéo lên tay. Nhưng mà cái cửa rèm chắn ở phía sau là chỉnh điện quý vị bạn ạ. Đây này, đằng sau này có cả rèm chỉnh điện nữa. Lát nữa thì tôi sẽ mở cho quý vị các bạn xem. Rất là mới này, rất là đẹp luôn đấy ạ. Đây là cái hàng ghế phía sau, đều rất đẹp luôn ạ. Ở những cái phân khúc xe sang này thì phần lớn là ông chủ nào đi cũng giữ gìn ạ. Không có ai là không giữ gìn cả, vì những cái ông chủ mà đi những chiếc xe này thì lúc nào người cũng rất là sạch sẽ, thơm tho, cho nên là chiếc xe này nó cũng rất là sạch sẽ và thơm tho ạ. Cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau. Cửa nóc đầy đủ cả rồi quý vị và bạn nhé. Và đây trần này rất là mới luôn đấy ạ. Cái phân khúc hạng sang này thì 2018 nhưng nó có lẽ là nó phải đẹp, nó mới được ngang với những chiếc xe hạng A, hạng B mới tinh đấy ạ. Sau đây thì tôi sẽ bật cái nút điện này lên để cho quý vị bạn xem về cái đồng hồ công tơ mét của chiếc xe nhé. Đồng hồ công tơ mét của chiếc xe đây quý vị các bạn ạ. Đấy. Chiếc xe mới lăn bánh được hơn 3 vạn mai thôi, 3 vạn 8 mai đây quý vị các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp. Màn hình giải trí trung tâm này, đèn ổ start top này. Nội thất thì những chiếc xe của Mercedes này thì không có cái gì để chê rồi, cái gì nó cũng rất là đẹp. Đơn giản từ những cái thiết kế cửa gió điều hòa, nó cũng giống như cái ống xả của cái máy bay đấy ạ. Đấy, ống quạt gió của máy bay có thể nói là rất là đẹp. Và có cả đèn viền nội thất 7 màu. Nhưng cái đèn viền nội thất này thì chỉnh màu được, nhưng mà ban ngày này nhìn thì không rõ được quý vị và bạn ạ. Cái màu nội thất này ban ngày trời nó rất là sáng cho nên nhìn khó lắm. Rồi hệ thống nước hoa cho xe đây ạ. Đây, nước hoa cho xe đây. Đều có hết cả rồi quý vị bạn nhé. Rất là đẹp. Đồng hồ đây. Đồng hồ kim đấy. Đặc trưng của dòng xe Mét có đồng hồ kim. Thank you.
Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần cốp sau nhé. Cốp sau này chỉnh điện cơ như một con nút bấm ở đây ạ. Đấy. Cốp sau cũng đã được trang bị là cốp điện nhé. Và keo chỉ của cái cốp này cũng còn nguyên quý vị các bạn ạ. Keo chỉ của cốp còn nguyên này. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Chúng tôi cam kết là còn nguyên bản hết đấy. Cái cốp sau này cũng rất là mới này, rất là sạch sẽ này. Những chiếc xe sang thì bao giờ nó cũng rất là đẹp. Đây là cái phần này, đằng sau. Phía sau này thì không có lốp xưa cua đâu quý vị các bạn nhá. Vẫn còn nguyên những cái đồ của nhà sản xuất đấy ạ. Từ những cái cặp da đựng sách hướng dẫn này, sách hướng dẫn này, ắc quy này, còn nguyên của nhà sản xuất đấy ạ. Đấy, mới nguyên ạ. Cốp điện này. Và tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần cánh cửa sau bên phụ này. Đây là cái tab bi cửa phía sau bên phụ này. Keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn quý vị và các bạn nhé. Keo chỉ nguyên bản này. Ốc bản lề còn nguyên hết luôn đấy ạ. Tab bi thì rất là mới này. Rèm cửa này. Quá là mới luôn ạ. Và đây là chiếc tab bi cửa trước bên phụ này. Keo chỉ cũng còn nguyên. Keo chỉ cũng còn nguyên luôn ạ. Và đặc biệt nữa là cái phần ghế phụ này cũng là ghế chỉnh điện. Nhớ 3 vị trí quý vị bạn nha. Đây. Quý vị và bạn cùng xem. Hiện đại không quý vị và bạn? Quá xịn sò. Đấy, rất là đẹp. Đây là cái nút chỉnh rèm ở cái cửa sau đây quý vị và bạn nhé. Đấy. Quý vị các bạn thấy này. Rất là xịn sò. Mercedes cũng đã trang bị cho phiên bản C250 Exclusive này là một cái khối động cơ tăng áp 2.0 lít, động cơ turbo tăng áp đấy quý vị và bạn nhé. Và tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và bạn xem là chiếc xe này là còn nguyên bản từ những cái ốc cabo này, keo chỉ cabo này còn nguyên bản hết quý vị và bạn ạ. Chiếc xe này là chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc nguyên bản quý vị và bạn nhé. Đấy, và máy móc của Merc thì rất là đẹp rồi quý vị và các bạn ạ. Mới lăn bánh được có 3.8 vạn thôi, cho nên là rất là mới, không khác gì một chiếc xe mới đâu. Và phần đầu cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này chúng tôi đang bán tại cửa hàng chúng tôi với giá là 1.330.000.000 quý vị và các bạn nhé. Vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản. Nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mercedes C250 Exclusive này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.
Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu mua bán, trao đổi xe ô tô thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp những chiếc xe ô tô mà chúng tôi đang bán tại cửa hàng chúng tôi ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.